Dạ, không sai, Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời quý cô chú anh chị bạn tiếp tục mình đi luôn chỗ phô mai cho anh Sơn. Mai vàng, tứ quý, nhỏ nhỏ bự bự có đầy đủ. Đủ lộ luôn. Hàng mẫu sai độc lạ luôn, đầy đủ luôn. Để quý tới gì cũng có hết. Dạ, em chào anh Linh ạ. Dạ, anh chào rồi, chị. Em mến chào các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ạ. Nay trở lại vườn nhà em có về 18 phôi mai, 4 phôi mai tứ quý và 14 phôi mai vàng để mong Zalo cùng các cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại em là 0377 21167 cũng là Zalo của em. Rồi đầu tiên em vô cây số 1 nghe các cô chú anh chị. Cây số 1 là mai tứ quý nha. Cây 1 mai tứ quý. Quá trời đế lực luôn. Chia cành trên đều quá ha. Chia cành quá đều luôn, đầy đủ luôn. Lắc qua lắc lại là có đầy đủ luôn. Quá trời nào đế. Đế tương đối là đặc luôn. Yeah. Sổ xuống mà đặc luôn. Đế tự nhiên của nó. Đều hết ha, không chống luôn nè. Yeah, thấy, yeah. Em thấy cũng không chống luôn, đều gẹn luôn của chú như vậy. Quá đặc, yeah. Quá sệt. Hơi quyết rồi, ghế yeah. Thì to to không à. Nhìn nó gấp đây. Phôm cũng lùng lực, chỉ cành đầy đủ, đều. Đầy đủ và đều luôn. Chị gọi cho em thông số không? Rồi. Để nở chạc, ghế to không? Em ra sát củ ghế nha. Sát củ ghế đây, đây là 38. Vạch 38. Chụp kẹo. Tổng chiều cao này là 73. Anh đâu cái nguyên cái nào để này? Để đặt luôn. Mới đế này 139. Lo chị heo luôn. Dạ, chị heo đi. Được kính màu để sổ đầy đủ luôn. Dạ. Đường kính màu này là 58. Cho nó sổ luôn, sổ. Để sổ. Sổ cao, sổ đã đặt đều luôn. Rồi, sổ đây là 22. Cái ngọn còn xíu, rồi giá luôn đi. Nhỏ. Rồi, cái số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu gửi. Rồi, 6 triệu gửi nha chú. Dạ. Rồi, mày tới quý để quý ha. Thì gọi phép nở cây luôn. Dạ, em qua cây số 2. Cây số 2, mày tới quý luôn. Thân cốt luôn. Thân cốt dán siêu siêu nhẹ. Chỉ cành đầy đủ. Chỉ cành trên ok của chúng ta. Đều đều. Một cốt gót ngọn luôn. Yeah. Gốc này thì... cũng nở gốc quá. Để thì ok, đều, nở. Nên cái củ gốc hơi to. Cái này cũng to lực. Cũng bự nữa chứ to cây cũng khá là đều, con này đặc luôn, mập giót lên. Chị gọi cho thông số. Dạ. Em ra sát của ghế này đi là 38. Quanh 38. Cái cần do đều. Cái thóc thân này xuống đây. Cái thất xăng đây này là 37. Thân 37. Tổng chiều cao này là 109. Đường kính đầu này là 48. Rồi giá luôn chứ. Rồi cái số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu. Rồi 5 triệu cái số dạ. 2 của anh chú ý. Tiếp theo số dạ. 3 của anh em qua cái số 3. Chị cành cũng ok ha, cũng khá chứ, chị cành này khá rồi. Dưới này em có 4 phôi mai tứ quý nha các cô chú anh chị. Cái phôi tứ quý này là nó bứng rồi, cái nó bị bể bầu á. Cho nên là có ghép mớ sơ dừa vô đây cho à, nó bên im. Bên đây nha cô chú, bị bể, dưới bên đây thì không có gì bình thường. Dạ, bình thường. Cái này nó quái quái luôn. Ừ, bứng lên cái nó bể. Bên này thì nó lên cái củ bự, để đều được ghép luôn. Phải giữ cái đế này hơi thiếu xíu, thiếu phần này.
Dạ. Đây nhìn bể cái bầu. Cây này hơi quý quái, nó lắc lắc, nó dịp dẹp. Dạ. Rồi, cho số. Mặt này nó u nặng. Em đo sát này đi, 30. Quạnh đại trí là 30. Thoát thân này xuống đây là 49. Tổng chiều cao này là 103. Đường kính bầu này là 44. Rồi, giá luôn chị. Rồi, cái số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Cái số 3, qua chú biết. Rồi, phép nổ cây hướng của dạ. Chú. Rồi, em qua cái số 4. Chú quý mà phôi. Cây tứ quý nè. Này cũng bứng ngay gốc dừa nè, lên cái nó bể đất có chứ. Để bên đây dạ. Ha. Để mớ xây dừa chống cho nó im. Bên đây thì ok, nhưng mà thường. Cây này thuộc là hơi bị già cây dữ lắm dạ. Vàng của chứ. Cái nước nó già, màu nó già lắm. Già dạ, cây lắm. Cái rồi, cái không xấu. Dạ. Để thì cũng đỡ đỡ khá khá. Đây đều đều. Em đo sát này đi, 29. Tổng chiều cao này là 29. Đường kính bầu này là 36. Rồi, cháy luôn. Rồi, cái số 4 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu gửi. Rồi, 1 triệu gửi cái số 4. Dạ. Quang thú quý. Dạ, phép nở cây luôn. Rồi, em qua cái số 5 là mai vàng nha các cô chú anh chị. Cây hơi to to bự bự. Dạ. Dì cạnh thì có đầy đủ ha. Cái trên. Đế thì cọng rễ to bự. Cây này khá đế ha. Khá khá. Mặt bập lực lực. Rồi cho nóc số nữa. Rồi. Không bị dẹp. Cây này hoành to bự nhưng mà đế khá khá, bán giá mềm mềm của chú anh chị chơi ha. Cái này chỉ cành là ok. Động thước à. Lạc lại. Trăm mấy không ạ? Rồi, đây chỗ hoành chỗ này đi. Là 38. Rồi, chỗ eo. Thoát thân xuống đây đi. Thoát thân đây, đây xuống chỗ này 24. Cái này đó xíu chạc là bự, bốn mấy rồi hoành. Tổng chiều cao này là 101. Đường kính bầu này là 46. Rồi giá luôn. Rồi cái số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu 2. 3 triệu 2. Góc này nở bự luôn chứ mà. Dạ. Cái này góc nở bự. Dạ rồi, phép nở cây luôn. Tại cây nó hơi ấy thì bán giá mềm mềm cho. Dạ. Em qua cây số 6. Coi lùng lực ra. Lùng lực này mập ú như bút măng luôn. Củ này cũng đặc. Củ đế đặc dạ. Đều luôn. Không chống luôn chứ mà. Quay mấy dòng nhìn thấy không? Dạ. Ok, đều gan luôn. Nở gốc. To. Phôm mai tứ quý. Ở bay hoa vàng đế lực. Bút măng luôn. Chừng đó hơi bự nha. Dạ, cho thông số. Dạ. Chỉ cần mình thấy đầy đủ. Em đo sát của rễ này đi. Đôi sát của rễ này à là 42. Rồi chỉ đo chạc xuống. Quạnh này 42. Đo sạc trong cái củ này ha. Cái này. Đó. Rồi mình xuống. Rồi chưa? Rồi. Nó nằm đây này 52. 52 chứ mà. To bự. Tổng chiều cao này là 45. Đường kính bầu này là 45. Chỉ cần qua lại rất đều. Cái giấc ngọn này là 24. Rồi, giá vô luôn cái. Rồi, cái số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu gửi. Rồi, 4 triệu gửi. Cái số 6. Không may, nhẹ. Để rất là đều nữa chú ạ. Đều ghen. Rồi, em qua cái số 7. Hoa vàng cái bự nữa. Lục lực luôn. Quá lực luôn, giống cây xá số 7 cũng cơ cỡ nha. Dạ. Chỉ cành lục lực.
nhưng mà cái số số 7 này bự hơn. Dạ. Ủa đặc sệt luôn. Thì cạnh trên là ghép khỏi tre luôn đó. Đầy đủ luôn. Đấy còn ghế to luôn. Ở đây đặt, to ghế lót đầy đủ luôn. Còn nhìn không trống là ok. Này có ghế lót qua lại cái này đủ rồi. Có ghế bự bự không? Có ghế bự bự không? Dạ. Rồi, cho nó số luôn. Có mây vàng, mình bự, to. Còn eo nữa chưa? Em đo vị trí này đi. Vị trí này đi là 46. Vị trí này quanh 46. Em đo cái chạc xuống đây ha. Chạc xuống đây là 52 nữa nè. Chạc đây 52. Dạ. Để sổ. Cái sổ xuống đây là 28. Tổng chiều cao là 65. Đường kính bầu này là 56. Hồn lực quá trời lực. Phải to bự lực đều, tôi nói khá là đặc luôn. To to. Rồi, giao lưu với. Rồi cái số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6,2 triệu. Rồi 6,2 triệu cái số 7 hoa mai vàng. Rồi phép đổi cây luôn. Dạ, em qua cây số 8. Cái này nó phải sù nách. Thằng hay lắc qua lắc lại, rồi nó tụt sù. Ừ. Dạ, đang lên ha, có chứ mà. Hai bên luôn, này lên, đang lên lại. Dạ. Để đây, để cũng khá đi. Trời, cây này già dữ, nhìn cái màu da nó. Dạ. Vậy cũng khá khá luôn. Này nó lên xù, đang lên nhẹ nhẹ nè. Cây này thấy dữ già cây hơn mấy cái bự nãy luôn. Rồi cho đông số. Dạ. Lên xù nách cục bự luôn trời, dài, trẻ dài. Nó vị trí này đi, là 34. Vì cạnh lắc tổng chiều lắc cao lại. Này là 52. Đường kính bầu này là 37. Rồi giá luôn. Rồi cái số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Cái số 8. Rồi, rồi em qua cái 9. Số 9. Chị cành cũng khá là đầy đủ. Đế này khá khá thằng chứ mà hoành hay to bán giá mềm mềm của chú chị về tớ chơi luôn chứ để nó hơi thiếu yếu xíu rồi cho đồng số luôn rồi. Bù lại chi cạnh cũng khá được cái hoành to đây vị trí này đi là 34 hoành 34 tốt thật. Thần này xuống này là 38. Tổng chiều cao là 100. Đường kính bầu này là 40. Rồi giá vô luôn. Rồi cái số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,8 triệu. Rồi giá mềm mềm luôn. Quá dạ. Mềm 1,8 triệu. Rồi phép đổi cây. Dạ em qua cây số 10. Quái nè cô chú. Quá trời là để bàn được nè. Yeah. Già ghê hồn. Yeah. Chứ người ta trồng rồi chắc người ta tính chặt. Chặt bỏ. Chặt bỏ. Giờ nó lên lại nè. Yeah. Thành bonsai đẹp ha. Xử lý già. Nó xanh chứ. Nghe nè. Vô chậu để bàn đẹp. Lên tược nhìn thấy có chuột chủ chỉ cành đầy đủ. Một xe quái đế ghế ok luôn, nó yeah. Tứ diện. Nó không có dày nhưng mà bốn cộng ra tứ diện đều. Rồi, cho đồng số luôn. Rồi. Cái này không có
Tao sát cái này đúng rồi, tại chi đó thì. Rồi, sát cái ghế này đi là 38. Đâu cái cao. Cao này là 22 à. Rồi, đường kính bầu này là 44. Rồi, giá luôn. Rồi, cái số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 6. Rồi, 1 triệu 6 cái số 10. Nhìn nó quái quái đẹp đẹp đó. Chị cành ghép ok. Rồi, phép nổi. Rồi, em qua cái số 11. Này là cặp luôn nè các cô chú anh chị. Vậy là nhà vườn là chắc cô chú anh chị nào thích mua nguyên cặp này đi. Quái quái. Dạ. Nhưng mà lên chi cành rất là ok. Dạ. Lên cái nó luôn nu sù sù chứ. Dạ. Nó lên cái nó cái mặt này nó cái mặt chặt này nè, nhưng mà nó cũng sành hết trơn. Giống như cái nãy. Dạ, giống như. Tương nghe. Cặp mà. Mà cái này dễ nó khá đều hơn cái nãy chứ. Dạ. Quái quái hơn. 11. Rồi cho thông số. Mình đang chăm mấy. Rồi quạt tài trí này luôn. Rồi trí này đi là 42. Tổng chiều cao này là 35. Đường kính bầu này là 43. Rồi giá luôn nha. Rồi cái số 11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 8. Rồi 1 triệu 8. Này mua về ghép đẹp lắm cô chú mà, một size khỏi chê luôn. Rồi phép đổi cây. Dạ, em mua cái số 2. Cái mini nha các cô chú anh chị. Phôi nhỏ nhỏ. Nhỏ thì bán giá sinh viên của dạ, chú anh chị mình luôn. Sinh viên luôn. Nhỏ nhưng mà chỉ cần là ok cô chú. Dạ. Để thì nó hơi nở. Rồi cho nó xấu. Dạ. Đi tập chơi tập ghép những cái này rất là ok, giá mềm luôn cô chú. 28. Tổng chiều cao này là 35. Đường kính đầu à, 23. Đùi gì ghép mau lớn mau có di cạnh dạ. Chơi. Rồi cái số 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 600 ngàn. Sinh viên mềm luôn. Dạ. 600k. Rồi phép đổi cây. Rồi em qua cây số 13. Này dáng siêu siêu. Nhẹ còn nhẹ. Mới nhỏ nhỏ này à, bán cho hết luôn. À, chứ nó mạnh cây lắm nghe các cô chú anh chị. Nó đâm tược hết trơn rồi nè. Đúng mà. Hả? Mạnh cây mà cái lùng lực cái cây này cũng bự mà già cũng rồi. Dạ. Cái này nhân thú, lai lai nhẹ thôi. Ừ. Mặt nó đẹp, này nhân thú ngồi. Này khai thác tới sâu sâu là nó ra dáng của chứ mà, ra dáng hình thú nhỏ nhỏ. Rồi, cho thông số luôn. Dạ. Vị trí này đi, 28. Tổng chiều cao là 35. Đường kính bầu là 30. Thôi, rồi cây số 13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 700 ngàn. Dạ, xin viên luôn cô chú anh chị 700 ngàn. Cây số 13. Có mì già. Rồi qua cây số 14. 14. Cũng mini nhỏ nhỏ. Mini nhỏ nhỏ mà. Nhưng mà cũng hoành cây cũng to to, cũng không có nhỏ lắm cơ chú anh. Đây cũng được được, quay quái. Rồi cho thông số. Rồi. Vị trí này đi là 24. Gốc này nở. Tổng chiều cao đi là 29. Đường kính bầu này là 28. Rồi cái số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 500 ngàn. Bán giá sinh viên 500 ngàn. Ship tới nhà luôn. Dạ. Rồi phép đổi cây. Nhỏ cho em cũng bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi em qua cái số 15. Nhỏ nhưng mà già, cũng già cây hết trơn. Chơi tàu ghép nhưng mua những cái này rất là ok chứ mà. Dạ. Cũng giá mềm dễ chơi. Chứ không phải nhà vườn mua cây này mà nó kêu mà là một cây lẻ lẻ cây mà nó mua cũng 700-800 đến 1 triệu cây á, chứ không có rẻ luôn. Tại em mua được nguyên vườn. Mua vườn luôn thì giá mềm để mình bán cô chú anh chị mình luôn. Chọn cho đầu số. Dạ. Rồi. 19 này đi, là 29. Dạ. Tổng chiều cao là 29. Đường kính bầu này là 30. Rồi, rồi cái số 15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 700 ngàn luôn. Mấy nhỏ nhỏ này bán sinh viên cô chú dạ. Mua số nhiều có giá ưu đãi. Mạnh cây lắm nghe cô các cô chú anh chị đâm từ hết trơn.
Đúng rồi. Quái quái đẹp. Rồi, ngôi cây số 16. 16 này bé bé bi. Nhỏ. Nhưng mà cái nước nó già cây rồi. Dạ. Một xíu à. Này chắc mười mấy rồi. 17, 18. Đây vị trí này đi. Ồ, cũng được 22 á. Tại dính luôn cái cây kia tính luôn. 22. Rồi, chiều cao này 30. Đường kính bầu 30. Rồi, 16, cây 16 này em xin vô lưu với cô chú anh chị 500 ngàn luôn. Rồi, 500k, cây số 16. Đẹp lại cây luôn. Rồi, mua cây số 17. Cây này đế nó 4 cùng ghế. Nhìn nó quái quái. Tập chơi ghép mua những cái này về dự chơi luôn. Yeah. Cây này thật là cũng già cây. Năm sắp bên đó, 4 5 năm chứ. Cái là không dưới. Nếu trồng thì kiểu công nghiệp. Trồng tự nhiên này cũng sắp bên 5 sắp bên 5. Rồi chắc không có luôn. Rồi. Yeah. Em đây vị trí này đi, 25. Tổng chiều cao là 33. Đường kính bào này là 27. Rồi cái số 17 này em xin giao lưu với cô chú anh chị 500 ngàn luôn. Rồi 500k. Dạ. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi em qua cái số 18. Cây 8 này nó quái quái đẹp nha. Ừ. Tạo thành dáng bay được đầy đủ. Đế ok. Điều. Nó nhỏ nó già cây. Nhỏ nhưng mà đế ra sổ điều. Đây có một phần bị lát lát mà nó sành này. Về nó mình xử lý là không sao. Dạ. Ngắt. Trời con cứ cọc cọc rồi. Dạ. Dáng bay. Này nhìn giống như cái súng gọi cho tổng số nha. Này vị trí này đi. Vị trí ở chỗ này 26. Dính luôn rồi. Quanh 26. Tổng chiều cao này là xuống đây là 33. Rồi đường kính màu này là 32. Rồi cái số 18 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700 ngàn. Cũng là cây cuối clip của em. Clip thứ ba cũng đầu tuần, em cũng xin chúc các cô chú buổi chiều xem kênh thật vui vẻ và an lành nha. Rồi em xin chào, em chào anh Linh. Rồi em chào chị luôn. Rồi em chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Thì mình quay sơ lại cô chú anh xem những cái cây mình chia sẻ cô chú anh xem. Tôi nghĩ mã số nào hay tiếp cái chỗ anh Sơn hoặc mua sĩ mới nhỏ nhỏ hết thôi. Thì có giao đãi tới chỗ ha. Rồi trân trọng kính chào quý cô chú anh chị mình đây.